trước khi mà Tiên lần đầu tiên thấy về sản phẩm này á, không biết là các bạn lần đầu tiên thấy như thế nào, nhưng bản thân Tiên rất là sợ, tại vì sợ nó đổ ra ngoài, cầm như nè sợ đổ lắm. Nhưng mà mình sợ nó đổ, nhưng mà thực ra cầm như này không có đổ. Thì cái điều đặc biệt ở đây là cái van silicon này nó có hai công dụng. Thứ nhất là chống trào sản phẩm ra ngoài, tại vì nhiều khi mình để là em bé ở nhà có thể cầm chơi, hoặc là nhiều khi mà có ông nội ra Vũng Tàu tắm là mở ra để đi nước thì nó không có bị nước vô. Cái công dụng thứ hai đó là chống trào sản phẩm đó, chống oxy hóa sản phẩm ha. Tại vì nhiều khi số cái sản phẩm mà mình sử dụng ở nhà thì là mới sử dụng thì nó rất là thơm đúng không ạ, nhưng mà càng về sau thì cái mùi nó bị phai nhạt bây giờ ha. Thì hôm nay thì sẽ cho các chị mình cảm nhận về chất lượng sản phẩm như thế nào nha. Ở đây thì sẽ lắp hai cái ly dùng trước cho hai cơ thể. Có thể là sau một ngày thì sao ạ, có phải là rất là nhiều mồ hôi đúng không ạ? Em có thể cho chị một ít mồ hôi của em được không? Nói đùa thôi chứ thực ra thì rất là khó, nhưng mà mồ hôi của mình là bị muối đúng không, bị mặn đúng không ạ? Thì bây giờ mình sẽ dùng một ít muối để tượng trưng cho cái mồ hôi trong cơ thể của mình nha. Đây thì sẽ cho một ít muối vào hai bên cơ thể này, và một bên thì sẽ sử dụng cây sữa tắm ở bên ngoài. Cái sữa tắm ở bên ngoài ha, do vì là mình bảo vệ từ việc bên ngoài cho mình chỉ có cái chai nhỏ để gì. Rồi còn bên đây thì cho cái sữa tắm ở bên ngoài các anh chị ha, xin lỗi sữa tắm của em quay ha. Ở đây là cái van này giúp mình có thể điều gọi là lấy một cái đường duyên này thôi nha. Có anh chị nào đến đây mình chưa tắm không ạ? Bạn dạy cho đây cái sữa tắm có quà. Mời bạn ạ, mời bạn đến đây ạ.